Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến mới. Trưa nay tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh khu vực Tây Nam, những địa phương mà có đường biên giới giáp với Campuchia. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đang kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Long An và Tây Ninh thì chủ trì tại điểm cầu Tây Ninh. Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì điểm cầu tại Hà Nội. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tất cả các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Nam đã tham dự phiên họp đầy đủ. Thủ tướng cho biết, trong 10 ngày qua, bình quân mỗi ngày có tới gần 30 ca mắc mới và nguy cơ bùng phát dịch mạnh tại một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc là rất lớn. Chính vì vậy, ở các tỉnh thành phía Nam, nhất là các tỉnh có biên giới giáp Campuchia, phải cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, ngay cả khi địa phương mình chưa có ca nhiễm trong cộng đồng, để rồi khi có dịch lại bị tâm lý hoang mang, hốt hoảng và xử lý một cách cực đoan. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch bệnh đang diễn biến khá nhanh theo chiều hướng xấu bởi có rất nhiều nguồn lây và nhiều chủng dịch trong thời gian ngắn. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới với Campuchia vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nên các địa phương phải chuẩn bị tinh thần, có thể phải cách ly một số lượng người lớn trong khoảng thời gian ngắn. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảnh báo, hiện tại vẫn chưa đến đỉnh dịch, nên tình hình có thể còn diễn biến phức tạp, phải sẵn sàng cho các kịch bản có thể xảy ra, đặc biệt là có thể phải giãn cách trên diện rộng. Theo lãnh đạo các bộ và địa phương tham dự cuộc họp cho biết, từ tháng 4 đến nay đã có hơn 2.000 trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia. Dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, nhưng chỉ trong 24 giờ qua vẫn tiếp tục có thêm 22 lượt người nhập cảnh trái phép. Dự báo những ngày tới, lượng người nhập cảnh cả hợp pháp và cả trái phép từ Campuchia sẽ tiếp tục tăng vì phía Campuchia đã giữ phong tỏa, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào Tây Nam Bộ là rất lớn. Bên cạnh đó, lại đã xuất hiện tình trạng lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để trục lợi. Do vậy, Bộ Công an cũng kiến nghị chính phủ ra soát lại để có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhắc lại tinh thần phải chống dịch theo cách tiếp cận mới, kết hợp hài hòa giữa phòng thủ và tấn công. Trong đó tấn công là chính. Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương phải chống dịch với thái độ thần tốc, quyết tâm cao nhất, bởi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp với đa nguồn lây, đa chủng dịch. Nguy cơ dịch xảy ra trên toàn quốc đang hiện hữu. Chính vì thế, cả hệ thống phải vào cuộc để phát hiện sớm, truy vết nhanh, cách ly nhanh, điều trị tích cực và quản lý sau cách ly chặt chẽ. Giải quyết dứt điểm các ổ dịch đang phát sinh và không để phát sinh ổ dịch mới. Vì chỉ cần một chút lơ là, cái giá phải trả là rất đắt. Là những nơi nào để xảy ra cái dịch bệnh ở những cái diện rộng không kiểm soát nổi. Rồi cái thứ hai là trì trệ cho sản xuất kinh doanh, cho phát triển kinh tế xã hội. Mà do nguyên nhân chủ quan thì dứt khoát là chúng ta phải xử lý cái người đứng đầu, cấp ủy chính quyền ở đây, các cấp. Song phẳng như vậy, chúng ta tuyên bố như thế để cho nó rõ ràng, chứ không có lơ là chủ quan, mất cảnh giác, rồi không rõ trách nhiệm, không rõ cái thẩm quyền, thì cuối cùng là cũng không biết ai chịu trách nhiệm, không biết ai khi xảy ra thì không biết là kiểm điểm ở đâu. Lơ là chủ quan, mất cảnh giác, rõ ràng là trả giá đắt, mà trả giá đắt cho xã hội, trả giá đắt cho hệ thống chính trị, trả giá đắt cho sức khỏe của người dân, trả giá đắt cho cái lợi ích quốc gia dân tộc. Và tất nhiên cái người có trách nhiệm thì cũng phải trả giá. Đối với các tỉnh biên giới Tây Nam, Thủ tướng nhận định tình hình xuất nhập cảnh và cư trú trái phép, buôn lậu qua biên giới nếu không kiểm soát tốt thì sẽ làm gia tăng sức ép đối với công tác phòng chống dịch. Do vậy, Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, coi như địa phương mình đã có dịch để chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Cái nguy cơ để mà xảy ra toàn quốc là nó hiện hữu lắm rồi. Nếu như chúng ta không có những cái biện pháp nó cứng rắn hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó tích cực hơn, bám sát tình hình thực tế hơn, và đặc biệt là vào cuộc của các ông chí bí thư cấp ủy, chủ tịch các cấp, tôi nói từ tỉnh xuống cho đến huyện, đến xã, cho đến thôn, bản, tổ dân phố, ấp,
báo cáo với các đồng chí là phải phát huy cái tinh thần cao nhất, tinh thần là phải đánh chống dịch như chống giặc. Mỗi tỉnh là một pháo đài, mỗi huyện là một pháo đài, mỗi xã là một pháo đài, mỗi thôn bản ấp là một pháo đài, và mỗi người dân cũng là đóng góp vào một thành viên của pháo đài này, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan phải chuẩn bị kịch bản số lượng người nhiễm có thể tăng cao để chủ động ứng phó, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sản xuất và nhập vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt là phải giải thích rõ ràng về nguyên nhân các trường hợp cá biệt mới xảy ra sau khi tiêm vaccine, không tạo cớ để cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan chuẩn bị với các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra an toàn, đúng quy định. Cùng với đó là rà soát các đối tượng bị tác động bởi các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp, chính xác, không để phát sinh tiêu cực. Tình trạng nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam được dự báo là sẽ còn phức tạp trong những ngày tới. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát và trực tiếp kiểm tra công tác kiểm soát và quản lý biên giới tại đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn quản lý hơn 15 km đường biên giới với Campuchia. Đây được xem là một trong những điểm nóng về quản lý xuất nhập cảnh và buôn lậu qua biên giới. Trao đổi với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ và mong muốn các chiến sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và chính quyền địa phương để kiểm soát tốt biên giới, không để việc xuất nhập cảnh trở nên phức tạp hay dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Những ngày qua, khi tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến phức tạp, lực lượng chốt chặn biên giới ở đây phải chia nhỏ địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Trong cái lúc dịch dã này nữa thì phải kiểm soát rất là chặt cái nhập cảnh trái phép. Còn nhập cảnh hợp pháp thì cũng phải kiểm tra cho nó chặt chẽ nhé. Nghĩa là anh em phải cố gắng là 24/24 nhé. Giữ được cái độc lập chủ quyền này, toàn vẹn lãnh thổ này, giữ được cái hòa bình hợp tác hữu nghị giữa hai nước này, nó giữ được cái chống dịch trong cái lúc này này, đúng không? Để chúng ta phát triển. Thôi thì chúng tôi, đoàn của chính phủ gửi lời thăm tất cả các ông chí nhá. Chúc các ông chí sức khỏe, mọi việc tốt đẹp và tiến bộ nhá. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và lãnh đạo quân khu 9 về tình hình sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra, tuần soát biên giới. Nhấn mạnh tình hình cấp bách, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo quân khu 9 và lãnh đạo các địa phương phải khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến tại An Giang và Đồng Tháp với quy mô hàng nghìn giường bệnh để sẵn sàng đối mặt với các tình huống xấu có thể xảy ra. Bởi trong bối cảnh An Giang có đoạn biên giới dài hơn 98 km giáp hai tỉnh của Campuchia, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã xảy ra hơn 1.000 vụ nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các lực lượng phải thực hiện các nhiệm vụ rất quan trọng, vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị phát triển với Campuchia, nhất là trong lúc khó khăn như hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị sử dụng một phần kinh phí thường xuyên, tiết kiệm chi tiêu để tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở cách ly trong khu vực. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và 6 tỉnh biên giới Tây Nam vào trưa nay, Thủ tướng cũng đã đề nghị là các tỉnh biên giới, các bộ ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế cần tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất dự trữ, hỗ trợ các tỉnh biên giới, nhất là các tỉnh biên giới phía Nam, phòng chống chủ động một cách chủ động và hiệu quả. Sau đây là tin chúng tôi vừa thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thực hiện đúng các giải pháp để bảo vệ được thành quả phòng chống dịch mà cả nước đã nỗ lực đạt được kể từ Tết năm ngoái cho đến nay. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc với các cử tri ở 7 xã của huyện Củ Chi để vận động bầu cử trong ngày hôm nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chỉ trong khoảng 10 ngày vừa qua, cả nước đã có thêm hơn 300 người mắc COVID-19. Chưa bao giờ dịch COVID-19 lại cùng lúc xuất hiện nhanh ở nhiều tỉnh thành và các bệnh viện như hiện nay. Đến nay đã có 24 tỉnh thành, 11 bệnh viện và cơ sở y tế có người mắc COVID-19. Nhờ đề cao cảnh giác và thực hiện nhanh và đúng các giải pháp, nên hơn một năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh
đã nhanh chóng kiểm soát được các đợt bùng phát dịch bệnh, bảo đảm thực hiện được mục tiêu kép. Tuy nhiên, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị đông dân nhất và là đầu tàu kinh tế của cả nước, tuyệt đối không được chủ quan khiến dịch bệnh bùng phát. Vì nếu để điều này xảy ra sẽ kéo theo một cuộc khủng hoảng về y tế và dẫn đến khủng hoảng về kinh tế. Một năm rưỡi qua, chúng tôi đã chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh với sự trực tiếp chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong hết sức quyết liệt. Và đến nay thì trong khi cả nước rất nhiều ca dương tính thì ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một ca. Tuy vậy, nguy cơ vẫn còn cao. Cho nên là một trung tâm lớn của cả nước, vấn đề đề cao cảnh giác, thần tốc truy vết, khoanh vùng và hạn chế những cái dịch vụ không cần thiết rất quan trọng đối với thành phố để ngăn ngừa. Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu kép để tiếp tục đóng góp cho cả nước, đặc biệt là các bệnh viện của thành phố. Hôm trước ngày 30 tháng 4, khi tôi vào Đà Nẵng thăm một bệnh viện phổi, tôi đã nói nếu như công cuộc chống Covid mà các bệnh viện bị nhiễm dương tính đầu tiên thì y như một trận bóng đá, chưa đá lưới đã thủng nhiều quả. Thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều bệnh viện, các đồng chí phải đề cao cảnh giác tốt hơn nữa, kiểm soát tốt hơn nữa, xét nghiệm diện rộng hơn nữa và có những biện pháp chặt chẽ hơn. Mặt khác, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có nhiều tiềm lực, có nhiều tập đoàn lớn. Chúng ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra thêm cùng với ngân sách nhà nước để mua vaccine, tiêm cho người dân thành phố, trước hết là các đối tượng dễ bị lây nhiễm ở tuyến trước. Tôi mong rằng chủ trương này thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cùng với 5K, cộng với vaccine trên diện rộng vẫn là yêu cầu để thành phố Hồ Chí Minh phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn trong bối cảnh Covid toàn cầu vẫn đang đe dọa chúng ta. Nhân dịp tham dự các hội nghị tiếp xúc với cử tri của 7 xã ở huyện Củ Chi trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực. Năm 1962, sau khi tham gia du kích xã, dù trình độ học vấn chỉ dừng lại ở đọc thông, tính thạo, nhưng ông đã sản xuất được các loại vũ khí chiến đấu. Hiện ở Bảo tàng Củ Chi và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang trưng bày khẩu súng ngắn và tiểu liên do ông tự làm ra. Ông còn phổ biến cho du kích cách lấy thuốc từ những quả bom xịt về làm thuốc súng và chế thành mìn và lựu đạn. Trong gần 5.000 xe tăng Mỹ bị phá hủy ở Củ Chi trong chiến tranh, rất nhiều trong số này đều từ mìn gạt do ông Tô Văn Đực chế tạo. Năm 1968, từ nguyên mẫu, ông Tô Văn Đực, nhà thơ viễn phương, đã cho ra đời truyện ký Anh hùng mìn gạt và được nhiều độc giả trên thế giới biết đến. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm tặng quà ông Bùi Văn Hiệp và ông Trần Hoàng Minh, thương binh hạng 1/4. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc các gia đình chính sách, như ở địa phương có nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ và có công với cách mạng như Củ Chi.